Alo, mình nghe đây. Cậu đang ở bệnh viện à? Ngọc thế nào rồi? Cũng ổn hơn. Sao cậu không vào trong miền Nam để dự lễ khởi công? Không, với mình con cái quan trọng hơn. Mình đã báo Kiên chủ động rồi, còn mình sẽ tham gia trực tuyến. Thật ra là cậu muốn chủ tịch biết thái độ của cậu, đúng không? Ừ, mình muốn để ông cụ biết thái độ của mình. À, việc mình nhờ cậu kiểm tra lại về Kiên, có kết quả gì không? Tạm thời thì chưa có gì đặc biệt cả. Phạm vi hoạt động của cậu ta chỉ từ văn phòng về nhà, mấy hôm nay lại đi công tác xa. Thôi được rồi, để qua đợt này mình sẽ lại chú ý. Này, tôi thực lực mình không hiểu. Thế bỗng dưng tự nhiên tại sao cậu lại không tin, lại muốn trách lại thế hả? Ông cụ không yên tâm về Kiên, nghĩa là ông cụ có lý do. Mà với mình, Minh Châu, Minh Ngọc là tài sản vô giá, mình không đưa ra đánh cược được. Rồi, có gì mình sẽ thông tin lại sớm. Cảm ơn cậu. Con dậy rồi à? Mẹ nói chuyện điện thoại làm con tỉnh giấc phải không? Mẹ, anh Kiên có việc gì ạ? Sao mẹ phải điều tra ạ? Mẹ lấy cháo cho con ăn nhé, rồi lát nữa cô Hảo sẽ vào với con. Mẹ làm thế, chị Châu có biết không đấy ạ? Gần đây con thấy chị ấy hay buồn lắm, hình như là có trục trặc gì đó với cả anh Kiên ấy. Con ăn đi, kiểm tra cũng có thể là tin tốt hoặc tin xấu, quan trọng là mình phải tin đúng người. Ngọc này, con phải nhớ, mẹ có làm bất cứ điều gì cũng là để tốt cho hai đứa con và tôi. Tại con hay gây rắc rối nên mẹ mới không muốn nói với con ạ. Sau này nếu như con có người yêu rồi, mẹ có làm thế như đã làm với anh Kiên không đấy ạ? Thôi, mẹ phải về văn phòng đây. Còn nữa, con đừng nói chuyện này với chị con, kẻo nó nghĩ ngợi. Mẹ đi đây. Con chào mẹ. Con chào mẹ. Chị Minh đâu ạ? Mẹ ơi. Mẹ, con về dưới này. Chúng mẹ phờ phạc ấy. Mẹ ốm à? Con mệt lắm, con không đùa đâu. Em Sơn, sao bây giờ anh mới đến tìm em? Em thương, anh nhớ anh chết mất. Mẹ làm sao đấy? Em Sơn ơi, con là Chí mà. Anh Sơn à, mẹ bị làm sao đấy ạ? Chí Minh, Chí Minh ơi. Anh Sơn ơi, mẹ bị làm sao đây? Con là Chí mà. Anh Sơn ơi. Mẹ, con là Chí mà. Anh nhìn em đây này, em nhớ anh. Mẹ ơi, sao mẹ bị làm sao chị không nói với em? Anh Sơn, em nhớ anh. Mẹ ơi, con Chí đây mà. Em nhớ. Mẹ bị làm sao thế hả? Con là Chí mà. Thôi, thôi cứ dỗ mẹ vào nhà đi, xong rồi chị kể cho. Mẹ ơi, đi vào trong nhà chơi con với con. Con đưa mẹ vào nhà chứ. Đi vào trong nhà. Đi vào nhà đi. Kính thưa hội đồng, sau đây tôi xin phép được kết thúc buổi tường thuật trực tiếp lễ khởi công xây dựng nhà máy công nghệ cao ở miền Nam.
cho tôi được gửi lời cảm ơn đến ban lãnh đạo, đến hội đồng đã quan tâm và theo dõi. Cuối cùng cũng được bắt đầu. Nhà máy công nghệ cao của chúng ta được dự kiến có quy mô sản xuất lớn nhất Việt Nam, cũng khiến cho các đối tác phải nể phục phần nào. Trước đây khi anh Đạt quyết định mua mảnh đất này, tôi thấy hơi lo lo. Nhưng mà bây giờ như thế này thì yên tâm rồi. Tôi nghĩ đây sẽ là con gà mái đẻ trứng vàng mới cho Cao Dược. Từ bây giờ thì chúng ta nên siết chặt tất cả các điều khoản hợp tác và tìm hiểu ra những cái đối tác mà có đủ tiềm năng uy tín. Từ đó mà chúng ta sẽ bắt tay đầu tư. Cách đây không lâu, Cao Dược đã đứng ra tổ chức một cuộc mời gọi hợp tác. Đã có rất nhiều đơn vị gửi hồ sơ lên. Bên phía hội đồng quản trị cũng đã lựa chọn ra được một vài cái tên sáng giá. Hy vọng kết thúc giai đoạn 1 của dự án sẽ có ít nhất một phân xưởng đi vào hoạt động. Chị cứ để ở bàn ý, không thấy mẹ đang ngủ à? Bố, con đã đến rồi ạ. Con ngồi xuống đi. Vâng ạ. Con uống nước. Vâng, con xin bố. Sao? Con đã bình tĩnh lại chưa? Bố muốn bố con mình bàn chuyện liên quan tới lũ trẻ. Nếu bố vẫn muốn bàn về việc đưa cậu ta về nhà thì con không thương lượng thêm nữa. Hẳn là bố cũng biết cậu con trai riêng của chồng con không phù hợp với lối sống của gia đình mình. Nhưng nếu bố kiên quyết đưa thằng Chí về đây thì sao? Bố biết con sót con gái, nhưng không phải vì thế mà con có thể vượt mặt bố, quyết định những vấn đề mà con không có quyền. Bố, ngay cả khi anh Đạt còn sống, con cũng đã không chấp nhận để hai đứa về nhà. Thậm chí con đã phải lấy đơn ly hôn của con ra để ngăn chặn việc đó. Rồi cái việc xét nghiệm con cũng đã nhúng tay vào. Con đã kiên định với điều đó, và bây giờ hai đứa con của con bị tác động trực tiếp thì con càng kiên quyết hơn. Con không chấp nhận sống chung nhà. Nhưng nếu bố không nhân nhượng thì sao? Vậy thì con, Minh Châu, Minh Ngọc sẽ tách khỏi nhà họ Cao. Con... Đó là quan điểm của con. Còn con biết quyền quyết định vẫn là ở bố. Con xin phép, con về giải quyết tiếp công việc.